Hi. À, xin chào bạn, nên cần đại lâm vua được rồi. Bên vì tàu lao trà với đao Trần Hoàng đại lâm Balotelli và đại lâm chuyện bên này. Đây là kèo đầu giò 33 chuối Bình Dương hợp tác cùng Vinh TT thi béo Libero quận 6. Còn bên kia là Úc đẹp trai cao thủ trẻ đang lên rất tiến bộ, hợp tác cùng Tú Mở và Cường Kem chuyện hay. Kèo này cũng rất khó lường, rất khó khăn cho chú Bình Dương, không phải đơn giản dễ ăn ốc đâu nha các bạn. Libro và Libro. Tỷ số 1-0. 1-0. À, bên phải màn hình của em là Trầm Dên Sỉnh Sỉnh, còn xa xôi kia là Tài Nhỏ Gơ Tây. Bên trái là Hoàng Di Cộp Gò Xoài Mã Cha So Lu Sa Bu và Lu Sa Bu vô hàng Lu Sa Bu. 1-0 Cường Kỳ phát bóng, Cường Kem. 2-0. Không thể đùa giỡn giúp đẹp trai được. 3-0. Úc đẹp trai cao thủ trẻ đang lên rất khó chịu nhưng cứu lên bóng của mình, mổ như rắn hổ mang. 3-0. Dạo gần đây cái chân của đẹp trai đang rất tiến bộ. Lại là phản công của Cường Kem. 4-0. Đây, cầu thủ áo xanh đang đi bên kia nghe các bạn, là Tuấn Anh của Bắc Ninh. Tuấn Anh Bắc Ninh hiện tại bây giờ là một trong những cầu thủ có thể nói là gần như là hay nhất của miền Bắc hiện tại bây giờ ngoài đó nha. Tuấn Anh Bắc Ninh. 4-0. Bóng ngoài rất xa các bạn ạ. Cái bên ở ngoài thì 5 tấc á. Ngoài 5 mét có 5 tấc có luôn. Đang xem bóng này như thế nào nha các bạn. Đánh bóng chuyền là phải có tranh giành nhau nha các bạn. Xem như thế nào, trọng tài xác định được nha các bạn. Rồi bóng tốt rồi, 1-4. Một bốn. Lại là cú mổ trẻ vừa số 6 giữa chuối và Vinh TT của Úc đẹp trai, quá hay. Vinh đấu tiếp chứ. Đấu
5-1 5-1. Quá hay. Úc đẹp trai đẳng cấp phá bóng vừa rồi các bạn à. Có thể nó bật nhảy cái đầu lú lú khỏi viền lưới ra. Một đẹp trai gõ một quả bóng về góc xa của chuối quá hay. 6-1. Úc đẹp trai dạo gần đây cặp chân rất tiến bộ. Chỉ cần Úc đẹp trai cải thiện được cặp chân nữa thôi là sẽ rất khó lường. Đấy là Úc đẹp trai lại là cái chân. Đáng tiếc cho tôi mở vừa rồi. Hai sáu. Úc đẹp trai tự sát tại đám lát. 3-6. Tỷ số đang là 3-6. Quá ghê cho Úc đẹp trai. Có thể nói Úc đẹp trai quá ghê cho pha bóng rồi của Úc đẹp trai. Chuối đứng hình luôn các bạn à. 7-3. Lại là đường số 6 của Úc đẹp trai quá ghê. 8-3 đổi sân. Libro và Libro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đồ mỏi vai gáy 145.000 một chai. Chai bôi gel nóng lạnh 105.000. Các bạn thấy Úc đẹp trai như thế nào? Có thể nói rất tuyệt vời. Rất ok cho Úc đẹp trai. Quá tuyệt vời cho Úc đẹp trai. 8-3. Úc đẹp trai sung lên thứ gì chịu nổi các bạn à. Chàng trai trẻ shipper. Lại là cú mổ của đẹp trai. Lại là cú mổ của đẹp trai. Quá hay cho Tú mở. Lại là cái chân của đẹp trai. Tú mở, Cường mở. Lại là cái chân của Cường. Cú tan ma ngoài của Cường. Cú tan ma ngoài của Cường Kem. Quá hay cho Tú. Vẫn còn. Bộng ngày dây 4-8. Bộng ngày dây. Vậy đó. Cơ vậy mà. Cơ dữ dằn. Quá ngon. Quá khó cho chuối Bình Dương. Úc đẹp trai
thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Những người đàn anh ngồi bên kia như là Hoàng Di, Sỉnh Sỉnh, Phước Tim, Mã Cha So, Tài Nhỏ bên kia và Trầm Dên còn phải ngỡ ngàng ngơ ngác trước ông đẹp trai. Lại là một pha phòng thủ không được tốt của ông đẹp trai. Đáng tiếc cho Tú Mở pha bóng gì rồi. Có thể nó một pha dù bóng của Tú Mở không thành công. Quá ghê chốt đẹp trai. Lại là cú mổ đường y quá khó chịu của đẹp trai. Tỷ số là 16-16. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn rồi. Một cú mổ bóng ra ngoài cũng đẹp trai. 70. Lại là một pha quá hay của đẹp trai. Trước đây Úc đẹp trai ít đánh đường đó lắm nha các bạn. Có thể nói là rất ít đánh đường đó. Và Đại Lâm đã nhiều lần mách bảo Úc đẹp trai. Bật nhảy tốt. Và xử lý tự tin. Ok, Úc đẹp trai đã làm những điều rất hay. 11-7. Lại là pha phá bóng trực tiếp của Cường Kem. Cường Kem 1m65, nặng 83kg, quê Trà Cú, Trà Vinh. 12-7. Bóng ra ngoài. 8-12. Bóng tốt các bạn à. Vậy là 13-7. Bóng tốt nha các bạn. Úc đẹp trai 13-7. Một pha có phần quá mạnh vậy rồi cũng đẹp trai. 8-13. Quá khó. Một pha phòng thủ không tốt của đẹp trai. 93. 93. Lại là pha phòng thủ không tốt của Úc đẹp trai. 10-13.
10, 13. Quá đáng tiếc cho Thi Mập pha bóng vừa rồi. Tôi nói một pha phòng thủ phản xạ quá nhanh của Chuối và bóng đó Thi Mập không thể nào làm gì hơn. 10-40. Vẫn còn. Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Úc đẹp trai Cường Kem và Tú Mở vào bờ an toàn. 15 ơi. Rồi.